Okay, Anaban, Lijakun, let's go. Hello, give me a like, share video, guys. Thôi anh em, sorry, ngày hôm qua mình vẫn phí lúc cưới, không ai chung được. Yes, I'm Macarius. Okay, come back to my channel. Welcome. Sorry guys, yesterday I was busy, so I cannot live stream. Hello, Tuấn Anh. Quái đạn hôm qua lên 69 mà sờ 63. Chưa? Đó là anh em chưa chơi đồ thôi. Yeah, Macarius, so strong. Right now, he cool. We try get come back top 10. No way, I'm how to defend. No. The TZ coming, no way. Tôi nói tiếng Việt. Okay, nó dùng cái nào. Okay, one game, is with a cool. Hey, K. Hơn nữa là chúng ta sẽ có 3 tháng 3 lần 1 lần. Đánh chán lắm anh em ơi. Rồi, nghỉ game rồi. 3 tháng đi 3 lần 1 lần chơi kiểu gì nữa. Steam still next season begin. Welcome back my channel bro. Fisherman Hunter mình ghét rồi. Chắc là mình biết là nó vẫn tồn tại như vậy. Các bạn đánh hot thì các bạn gặp những cái kiểu đấy. You know Depan, yes. Sorry bro, I don't have Muji in my playlist. Play no spam. What country are you? Vietnam, bro. You know my country? From South Asia. Biết gì? Là đánh nó khó thật mà. Mình đánh lên xong mình thua bình thường. Với mùa nào top 200 rồi mà tụi sắp mặt. Mùa nào mình cũng vậy. Mùa nào mình cũng lên top độ khoảng mấy trăm xong rồi lên lại xuống. Hay. Black Beard. It's Black Beard. I beat him 2 times in Tour Ladder when I got top 200. And so, yeah, it's easy for me. Friday ago, I beat a black peer in Tolada, top 200. On it one and snowball! So much damage for escape. Okay.
why you chill? I don't know why. When I start game, I need so many counter deck, my counter my deck in bro. And I'm saying good game and quick game. We got anh đi ăn bạn trưởng, em đi ăn hương. No way, no, no, no. Okay, good defense and great job coming. Yeah, nice arrows. Woo. Thì cái trong cây là không nên chơi game. Đừng sự nghiện thôi. Coi đi ra. Rồi ôi nghiện rồi, nghiện là không chữa đâu mà. Đã nghiện rồi không chữa được. À, Fireball. Fireball Miner. À, I think he play Zion Double Prince Miner. Not sure. Yeah, Zion Double Prince. Đấy, ông ở bên Đức đã đấu rồi đấy. Càng thua càng ngỡ rồi. Nốt trận này thôi đi ngủ. Chơi mẹ 5 giờ sáng. Đâu biết được không? Thôi cũng giống như vậy. Wow 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 wow. He cannot kill Electro Wizards, and he got so much damage. Okay, Zion Double Prince, Zap and Fireball. Your minor defense, Skeleton. Em đánh cờ được có 3 con súng, rất là đó. Thôi, nói chung là đánh vui thôi, không vui quá. Ok, only one, he's equal, only one trên land. I got tower. Good job. By the way, what is playing? Arrow, yeah. And how to defend with time. Thì quen tốt nhưng mà hơi đuối, được mà thắng được. À, bây giờ chuyển sang với Vita. Đây là một cái bài rất hay khi mà các bạn gặp những cái matchup kiểu này hoặc là dùng Sparky. Cái matchup rất được sử dụng khi mà các player gặp Sparky. Thả với Vita bằng defense. Ok, double giải đường đến quét các khắp kia đi. Ôi giời, à tú. Anh bảo rồi, không phải anh có đánh đâu. GG and well play. Hey AK, hello. What's up, hài lắm. Ooh, thank you, Lin Mo. And Lisa Kun, no way. Zip Lisa Kun, zip. R.I.P. Lisa Kun. When I facing this deck, Zion Graveyard deck, I always try active King Tower with Mini Becca. Ew,
executioner defense. Be careful by Lisa Kuni chain lands. Hello, Swipki. Quá lắm mấy em. Okay, very nice defense. No way. Để dễ quá em ơi. Quá lắm mấy, lớp 9 à. Let's go. Tornado. No. 21 à. Yeah, Hoglander until the super season. One player in game, let's play some Zapcore. Oh wait, one hit. Hey, one hit Zion. Woo, very nice tornado. Trốn làm để like à, huynh thành thành nhân dân rồi chứ nhà đầu tư vãi loạn. Hôm nay mình làm chiều mà. Hawk coming, let's go and tornado. One hit. Only one hit Hawk. Ooh! Nine tornado! Best tornado ever! It's so cool! Oh, ở Thanh Hóa ở ngoài không bút lạnh. Lạnh bút. Mình về Thanh Hóa được có mỗi một hôm thôi. Sáng hôm qua, à chiều hôm qua mình về Thanh Hóa mà. Sáng nay đã đi luôn. Okay, Lisa Kun and Andres. So, easy game for Lisa Kun. I need to... xem trận này ha. Nhà ra mắt thì ra mắt rồi, chứ không được, à, có ra mắt rồi. Không, à, mình đã có đăng tin ở trên Facebook, chắc mọi người cũng xem rồi. Sorry bro, I don't want to turn on music right now. Game only. Okay? Oh, very nice tornado. You miss my player with anti kit? Oh no! I just play a game matchup bro. Please check. Check again. Yeah, Tori Kora coming. Oh way. Can we pick that? Close the stun. Oh my god. Oh Lightning the pure Zion and Skeleton.
crazy. Oh no. No. Let's go. Keep your legs up, corn. Come on. Okay, Ben 9 internal tower, M9 direct, open barrel. But he need a lock. Lock? Oh my god! Thua. Đặt bát hay quá. À, mình ra cool thì kẹo. Night Preparation Night Preparation Bass Infernal Tower cannot touch to Zion. And it's a good game. Sure. Hi bro, cuối mùa này chúng ta mới leo hay sao? Và mới gặp mày khỏe lắm nhỉ? Đúng rồi, chuẩn luôn. Ngày cuối cùng nó mới leo mà. Những ngày đầu chỉ mấy thằng trẻ trâu không leo thôi, đại loại như mình chẳng hạn. Ok, đi ra play em. Good job, đi ra cool. Lizakun Muji. Let's go. What's the name of Kikit? Unknown. Oh wait, miner was quick. Are you kidding me, man? Oh my god, it's good job, Linza Kun. You got the first tower. You can do it. Spec Ada for one. No, sorry, he play. Actually, he play for fun. For fun. Kikit name Facebook, I don't know. Ah, Kikit CR. Kikit CR. Good game, Muji. Good game, Lisa Kun. Better right now, according to you. No idea. Very hard. No idea. Thằng em họ em nó bù bình các người khá luôn chán em nạt hey Macarius and Pompeo okay let me check Lin Jakun hey Kiki in game Lin Jakun in game let's go Lin Jakun phát cam amazing. Give me a like, share video, guy. I want to add adjustment. Trận nào thôi?
Đùa, anh mua cái shop ở gần nhà thôi mà. Thấy mặc đẹp nhưng mà mặc cái này bẩn lắm. Màu. Mặc cái loại áo này màu bẩn lắm. Đục tí là nó vàng, ừ, ở đâu nó lại có vằn vằn hết lên. What is Pompeo ranking right now? Rank. Oh my god, mặc cái chưa. Oh, mặc cái chưa. New win question, mặc cái chưa. Đúng rồi, bác kiểm tra đấy, nó kiểm tra suốt mà. Đợi lát đầu suy tầm nó kiểm tra suốt. À, thật ca. Jakun, đứng đấy. Lên Jakun vs Osama. Osama Bin Laden. Speak in Japan, because I want to him lose. À, cái cây vs Anaban. I think TK he is connect Facebook bro. I can see him on my fan list. By the way, in the game let me check your boss. Okay. I really want to play what him get to one. Boss coming. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Can you speak Alaban please? Let me check Alaban. If he in game. Okay. Nice. It's Black Miner Robert cho khó chịu thật. Quá khó chịu chứ. Nó xoay nhanh thôi rồi. Ồ, oh, đặt một đặt con có in cake hơi sớm. Zion lên đất go. And arrow is coming. Bass. Arrow. Arrow. No. Zion get one hit only. Muzi Pandora. Zion drop. Arrow coming. Oh, arrow is better. Ra trong tờ này tôi cũng không sử dụng được cung bởi vì nó cũng chả chết có mẹo gì. Bát đâu, đàn bát đâu. Bát. Bát support line machine. Điểm rồi. Okay, last push. Let's go. Last push. Let's go. No. Last push. Last push. Lion. Arrow and snowball. Arrow and snowball. Arrow. 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 Oh my god. We need to one hit skeleton. One hit skeleton. Oh wait. Arrow and
Web Jam Zion, let's go, flying machine. No way! No way! Subscribe! Subscribe!